các em xác định miễn nhiệm của cái hệ bắt phương trình x lớn bằng 0, x nhọn bằng 2, y nhọn bằng 2, y lớn bằng trừ 1, x cộng y bén bằng 2. Đấy. Để xác định thì các bạn lần lượt về các cái đường đó là x bằng 0, đó, x bằng 2, y bằng 2, y bằng trừ 1, đó, rồi đường này, x cộng y bằng 2, đó, rồi sẽ xác định miễn nhiệm. Chúng ta về này, các bạn chú ý này. Cái đường này là x bằng 0 của bạn. Đó, là trục OY. Rồi x bằng 2, đây là 1, đây là 2. Đây là x bằng 2. Đó. Đường y bằng 2, 1, 2. Y bằng 2. Đó. Đường y bằng trừ 1. Trừ 1 đây. Trừ 1. Đó. Đây y bằng trừ 1. Rồi, tiếp tục là đường x cộng y bằng 2. Đây góc tọa độ của bạn này. Cho x bằng 0 thì y bằng 2 này. Cho y bằng 0 x bằng 2, cho x bằng 0 y bằng 2. Đấy, đi qua điểm này. Đó. Đó, là thẳng rồi. Bây giờ xác định miễn nghiệm này. Ở đây x lớn bằng 0. X lớn bằng 0 thì bộ phận dưới trục hoành ta bỏ đi. X lớn bằng 0 tức là cái đường này x bằng 0 thì lớn bằng 0 bên này thì bộ phận bên này ta bỏ đi. Đó. Đó là miễn nghiệm x lớn bằng 0 kể cả bơ các bạn nhé. Rồi x nhọn bằng 2 tức là đây là x bằng 2, nhọn bằng 2 lấy phía bên này ta bỏ đi. Đó. Đấy. Rồi y nhọn bằng 2, đây đường thẳng y bằng 2, y nhọn bằng 2 lại phía dưới này, trên này ta bỏ đi. Đó. Rồi y lớn bằng trừ 1, đây đường thẳng trừ 1 thì lại phía trên này, dưới này ta bỏ đi. Đó. Còn đường thẳng x cộng y bằng 2, x cộng y nhọn bằng 2, thì chọn 0, 0 điểm góc tọa độ là thỏa mãn. Đó. Cái đường thẳng như thế này thì phần trên này ta bỏ đi. Đó. Cái đang bị bỏ này. Vậy miễn nghiệm là cái biên này các bạn này. Cái biên tự giác đó. Các bạn có thể đặt vấn đề để tính diện tích miễn nghiệm. Đây một cái bài toán khá việc thú vị về xác định miễn nghiệm của hệ bắt phương trình khá đặc biệt các bạn nhé. Và cũng chào bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.